Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin chúng mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai mắt Phương Tranh quay tròn nhắm tới ngắm đuôi trên người hai gã thái giám, ánh mắt rất là bất thiện. Nói, kinh thành xảy ra chuyện gì? Thế nào lại có hai đạo ý chỉ hoàn toàn khác nhau? Phương Tranh trầm giọng. Hai gã thái giám lặng lẽ nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Trong cung xảy ra chuyện gì, bọn họ đương nhiên biết. Thế nhưng, dù sao bọn họ cũng là nô tài, chuyện của chủ tử không thể nói quá nhiều với người khác. Phương Tranh tức giận đến nở nụ cười. Không nói phải không? Người đâu? Cho bọn hắn mỗi người một cái đao. Phản tặc còn chưa chạy xa. Các ngươi ra trận giết địch cho lão tử. Nếu chết xem như các ngươi không may, sống sót xem như các ngươi vận khí tốt. Hai gã thái giám sợ đến chân mềm nhũn, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói. Quốc công gia tha mạng, chúng ta nói còn không được sao? Nói, rốt cuộc chuyện gì? Một gã thái giám mấp máy môi vài lần, lúc này mới do dự dự. Sở dĩ hoàng thượng hạ đạo thánh chỉ này quả thực vì ái phi sủng ái nhất của ngài Niều Niều cô nương đã chết. Cái gì? Niều Niều đã chết? Phương Tranh thất kinh. Chết thế nào? Niều Niều cô nương ở trong ngự thư phòng múa hát cho hoàng thượng xem, sau đó nàng ta bỏ độc vào rượu cho hoàng thượng. Kết quả không biết sao chính cô ta lại cướp chung rượu độc tự mình uống cạn, trước khi chết thổ lộ, nói là thái vương phái nàng ám sát hoàng thượng. Vì hoàng thượng quá thương tâm phẫn nộ mới điều động binh mã thiên hạ muốn đem thái vương băm thây vạn đoạn. Thảo nào. Phương Tranh mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc một lát. Niều Niều đúng là do thái vương phái tới nằm vùng, hắn cùng mập mạp đều tính sai. Nguyên tưởng rằng nàng là do tiền thái tử phái tới, tiền thái tử chết đi, bọn họ đều cho rằng Niều Niều không còn chỗ dựa, tự nhiên sẽ không nuôi ác ý với mập mạp tiếp tục. Hơn nữa mập mạp thực sự yêu thích nàng ta, hai người vì vậy cũng không tiếp tục đề phòng. Không nghĩ ra rốt cục nàng ta tự mình đi đến tuyệt lộ. Phương Tranh nhẹ nhàng thở dài, lúc này hắn hiểu rõ tâm tình mập mạp khi hạ đạo thánh chỉ. Nữ nhân âu yếm chết ngay trước mặt hắn mà hắn lại không hề có biện pháp. Bất luận nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy thương tâm và phẫn nộ. Huống chi hắn ngồi trên ngôi cao chí tôn, là hoàng đế thống trị thiên hạ sinh linh, có bao giờ thụ qua đả kích như vậy. Phương Tranh tin tưởng địa vị của Niều Niều trong lòng mập mạp cũng không thua gì thân nhân của hắn. Cho nên Niều Niều chết, hắn mới phẫn nộ làm ra chuyện không kể hậu quả. Hạ chỉ điều động kinh thành tứ quân đi Giang Nam, diệt Thái Vương. Mối thù giết vợ không đội trời chung, bút chướng này đương nhiên đều tính lên đầu Thái Vương. Thế nhưng hiện tại hắn trở lại vấn đề, là công, tư là tư. Hoàng thượng và Thái hậu đều hạ chỉ, rốt cục hắn nên nghe ai? Hoàng thượng là anh em chí cốt của hắn, Thái hậu sao? Chính là nhạc mẫu, nương, mây mưa thất thường của hắn. Lần này khó à? Phương Tranh dùng ánh mắt sim chút đỡ nhìn về phía Phùng Cửu Đao, ôn sâm mọi người. Mọi người đều lớn tiếng ho khan, sau đó làm như không có việc gì nghiêng đầu đi. Nhìn bầu trời ngắm phong cảnh, không hề nhìn hắn. Đám hỗn đản, không có nghĩa khí. Phương Tranh oán hận cắn răng, quay đầu nhìn hai cái thái giám truyền chỉ. May là thái giám truyền ý chỉ cho Thái hậu cũng thức thời, biết quan sát sắc mặt. Thấy Phương Tranh khó có thể quyết đoán, vì vậy hướng Phương Tranh nịnh nọt cười, lại từ trong ngực móc ra một vật đưa cho Phương Tranh. Phương Tranh vừa tiếp nhận nhìn, chính là thư do Trường Bình viết cho hắn. Đã lâu không gặp lão bà, lúc này thấy được chữ viết của nàng, Phương Tranh không khỏi vạn phần mừng rỡ. Vội vàng mở ra đọc, kết quả khuôn mặt đang mừng rỡ của Phương Tranh thoáng chốc liền suy sụp xuống tới. Trong thư cũng không có những lời dỗ ngon ngọt, trái lại làm mắng cho Phương Tranh một trận, lại nghiêm khắc khiển trách hắn rời nhà 2 tháng, dù một lời nhắn cũng không có, hành vi ác liệt không nói một lời ân cần thăm hỏi. Lão bà bụng lớn trong nhà rất tức giận, hậu quả trở lại, người sẽ biết. Trong thư, cuối cùng mới nói tới đề chính. Trường Bình nói cho hắn không cần phải quan tâm tới thánh chỉ kia của mập mạp. Hắn hạ chỉ hoàn toàn là mất đi lý trí, nhanh quay về kinh khuyên nhủ mập mạp mới là quan trọng. Phương Tranh thu hồi thư của Trường Bình, hầu như chỉ dùng thời gian trong nháy mắt liền quyết định. Nghe lão bà nói, cùng lão bà đi, rất nhiều người đều nói qua,
nam nhân nghe lời vợ sẽ phát tài. Phương Tranh nghĩ những lời này rất có đạo lý. Chỉ cần liên quan tới chuyện phát tài, Phương Tranh luôn đặc biệt để bụng. Chính yếu chính là hai tháng không gặp lão bà và người nhà, hắn thực sự rất nhớ các nàng. Quay về kinh, những phá sự tại Giang Nam, ai thích làm gì thì làm, lão tử không hầu nữa. Lập tức Phương Tranh đem chức khâm sai đại thần chuyển giao cho Tiêu Hoài Viễn, dặn Phùng Cửu Đao cùng Ôn Sâm nhất định phải bắt cho được Thái Vương, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lại tinh tế hướng Tiêu Hoài Viễn nói rõ việc đối đãi với các thế gia Giang Nam. Lúc này, lấy uy áp làm phụ, trấn an là chính, đốc thúc con cháu thế gia nhanh chóng nhập kinh thành làm quan. Tất cả sự vật an bài thỏa đáng, Phương Tranh mang theo mấy trăm thị vệ dục ngựa chạy tới thành Dương Châu, cùng các gia chủ thế gia đang du ngoạn tại thành Dương Châu tha thiết chia tay. Sau đó liền mang theo bọn thị vệ và hai gã thái giám truyền chỉ bước lên quan đạo, trở lại kinh thành. Về phần chuyện đưa tiễn khi ra ngoài thành, rượu chia tay gì đó thì cũng chỉ làm như đi ngang qua sân khấu. Phương Tranh một mực cự tuyệt, lúc này hắn đang nhớ nhung thê tử trong nhà. Nỗi nhớ nhà đang dày vò, nào có thời gian cùng đám quan viên gia chủ nói chuyện phiếm. Phất tay chia tay mọi người, Phương Tranh dẫn theo mấy trăm thị vệ đi về phía đông. Trong nháy mắt quay đầu, hắn thấy Hàn Trúc đứng ở đám người, đang vuốt chòm râu nhìn hắn cười. Phương Tranh làm bộ không phát hiện, giục ngựa phóng đi nhanh. Dáng tươi cười của Hàn lão đầu có điểm khác lạ. Lão già này không tiếp tục đánh chủ ý gì nữa chứ. Nghĩ đến Hàn Trúc, Phương Tranh không tự chủ được lại nghĩ đến Hàn Diệc Chân. Một phen bộc lộ bên trong tiền sảnh đục ấm quán. Cùng với nàng lúc buồn bã quay đầu đi, khóe mắt rơi xuống nước mắt trong suốt. Phụ nàng hay không phụ nàng? Phương Tranh không định được chủ ý. Hôm nay từ biệt Dương Châu, tương lai còn có ngày gặp lại. Phương Tranh buồn bã thở dài vô cớ, nguyên tưởng rằng chỉ cùng nàng bình thủy tương phùng mà chính khi rời khỏi thành Dương Châu, thì Phương Tranh trong lòng thất minh vắng vẻ, giống như là mất đi một việc gì từ trong đáy lòng đào ra, có điểm chua xót khổ sở, có điểm khó chịu. Mấy trăm người giục ngựa ra khỏi thành hơn 30 dặm, thị vệ bên cạnh bỗng nhiên đùng một ngón tay chỉ hướng quan đạo. Nhắc nhở Phương Tranh còn đang bất an. Đại nhân, phía trước có một chiếc xe ngựa đang đứng ngay giữa đường. Phương Tranh dương mắt nhìn lên, đã thấy ngay giữa quan đạo thẳng tắp, một chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ viền kim tuyến, màn xe dùng châu ngọc chế tạo đang lẳng lặng đậu nơi đó. Xa xa tiếng vó ngựa của Phương Tranh và bọn thị vệ truyền đến. Màn của xe ngựa vươn ra một bàn tay ngọc, chậm rãi xốc lên một tóc màn xe, hé ra gương mặt tuyệt sắc thống khổ u buồn xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Đại nhân, là xe ngựa của Hàn gia. Thị vệ thống lĩnh bên cạnh thấp giọng nói. Tại ngoài thành Dương Châu hơn 30 dặm lại nhìn thấy Hàn Diệc Chân. Phương Tranh cũng ngây ra một lúc. Một loại tình tố khác lạ dần dần quanh quẩn trong lòng. Nàng biết ta phải về kinh. Riêng tới nơi này tiễn ta sao? Phương Tranh thấp giọng phân phó thị vệ đứng chờ. Sau đó một mình giục ngựa tiến lên đón. Hai ngày không thấy, Hàn Diệc Chân tựa hồ hao gầy hơn, đôi mắt to xinh đẹp hơi sưng đỏ, sóng mắt lưu chuyển rất có vị đạo. Phương Tranh liếc thấy, trong lòng hung hăng thu vào một đoàn. Hai người nhìn nhau, không nói một câu. Phương Tranh miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười. Muốn nói gì đó, nhưng mấp máy môi mãi vẫn không nói nên lời. Trong thiên hạ nữ tử có khuôn mặt đẹp rất nhiều, Phương Tranh tự hỏi mình vốn là một người lạm tình. Hắn có thể cự tuyệt mê hoặc, có thể quyết tâm có được điều gì mà hắn muốn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với Hàn Diệc Chân, hắn lại không cách nào quyết tâm. Khi một vị nữ tử đối với mình tình thâm ý trọng như vậy, thậm chí không tiếc trả giá bằng sinh mạng, Phương Tranh có thể nào cô phụ nàng. Thế nhưng, hắn làm sao có thể tiếp thu? Thê tử trong nhà với mình cũng rất tình thâm ý trọng. Hắn sao có thể nhẫn tâm để các thê tử trong nhà thương tâm thất vọng? Thở dài thật sâu, trong lòng Phương Tranh dãy giụa không ngớt. Hàn Diệc Chân lặng lặng nhìn Phương Tranh, đôi mắt đẹp dần phiến hồng. Giọt nước mắt trong suốt rất nhanh từ khuôn mặt hao gầy chảy xuống. Nàng dùng sức xoa nước mắt, tận lực làm ra dáng dấp nhẹ nhàng. Ánh mắt lặng lẽ rời về phía nơi khác. Mệnh anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, buồn bã. Ngươi phải đi rồi sao? Phương Tranh thở dài. Đúng vậy, kinh thành có chút việc gấp, ta phải trở lại.
Hàn Diệt Chân cũng thở dài một tiếng. Ta hiểu được, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Phương Tranh không nói gì, yên lặng gục đầu xuống, nhìn cũng không dám nhìn nàng. Mỹ nhân ân trọng, làm sao tiêu thụ, đã vô duyên tụ, hà tất tiễn biệt. Một lúc lâu Phương Tranh ngẩng đầu miễn cưỡng nói, nàng cố ý đến tiễn ta sao? Đôi mắt thật đẹp của Hàn Diệt Chân không hề chớp mắt theo dõi hắn, tự hồ muốn mang dáng dấp của hắn vĩnh cửu ghi tạc trong lòng mình. Ánh mắt nóng rực mà triền miên, giống như một đóa pháo hoa vừa thoáng qua liền biến mất. Hai người nhìn nhau, chẳng qua bao lâu, Hàn Diệt Chân bỗng nhiên thư giãn nét mặt nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa xuân nở rộ trong gió, rồi đại tràn đầy vẻ thống khổ thương tâm, nói không nên lời. Phương Tranh, ta biết ngươi khó xử, ngươi không cần làm khó chính mình, ta thích nhìn thấy tên lưu manh rộng rãi, tùy thời đều mang theo vẻ cười xấu xa kia. Hắn không có tâm sự, không có ưu phiền, hắn tiếu ngạo triều đình, tiếu ngạo khắp thiên hạ. Tất cả sâu bi thế gian phảng phất đều có thể được hóa giải trong sự vui cười của hắn. Phương Tranh, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, nhưng ta không muốn tình yêu của ta làm cho ngươi có quá nhiều gánh vác. Ngươi là nam nhân đội trời đạp đất, đại trượng phu tung hoành thiên hạ, bệ nghệ thiên hạ, tự nhiên hào hùng vạn trượng, đừng tỏ thái độ nữ tử cho ta nhìn thấy. Hàn Trạch Chân mỉm cười nhìn Phương Tranh, trong mắt lại liên tục rơi lệ. Ta mong muốn cả đời ngươi trải qua trong khoái hoạt, vô ưu vô lự, vô câu vô thúc. Chỉ cần ngươi vui sướng, cuộc đời này của ta đã đủ. Về phần sự vui sướng của ngươi có phải do ta mang đến hay không, có thể được bồi bên cạnh ngươi hay không, đã không còn trọng yếu. Phương Tranh, lòng của nữ nhân rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung một nam nhân. Song song, lòng của nữ nhân cũng rất lớn, có thể lớn đến mức bao dung hết thảy tất cả những gì của nam nhân này. Dù cho cuộc đời này của nam nhân kia cũng sẽ không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng cứ y nguyện như vậy đứng xa nhìn hắn. Ngươi cười, ta cũng vui. Ngươi khóc, ta sẽ thương tâm. Ngươi mệt mỏi, ta sẽ ở địa phương xa xôi nhẹ nhàng hát cho ngươi nghe một khúc nhạc. Hàn Diệt Chân dần dần mê đi, trong hai mắt đẫm lệ. Thanh âm của nàng giống như đang nói mê, chậm rãi chìm xuống, cho đến khóc không thành tiếng. Diệt Chân ta. Hàn Diệt Chân ngẩng đầu cắt đứt lời hắn, mỉm cười. Không, ngươi đừng nói gì cả. Giờ khắc này, nói cái gì cũng không cần thiết. Phương Tranh, ra đi đi, thê tử ở nhà đang kiễng chân chờ đợi. Ngươi làm sao nhẫn tâm để các nàng chờ mong. Về đi. Lần này ngươi xuống Giang Nam rốt cuộc gặp phải chuyện gì làm cho ngươi thương tâm đến vậy? Mập mạp tạm thời quên mất nhiều nhiều, nhíu mày hỏi. Phương Tranh thở dài u oán. Đừng nói nữa, ta nghĩ tới đời này sống đến bây giờ quả thực là một bi kịch đầy thất bại. Mập mạp trợn mắt khinh thường. Ngươi là bi kịch, ngươi mới 20 tuổi đã là tước vị quốc công, quan cư nhị phẩm, tay cầm quyền cao, trong nhà phú quý địch quốc, thê thiếp như mây, ngươi còn ý tứ nói ngươi là bi kịch, còn cho người khác sống hay không đây? Phương Tranh ngửa đầu nhìn nóc nhà tầm cung, trầm mặc một lát, nói một câu thật vàng nhẹ. Không có nàng làm bạn, dù là đứng trên đỉnh thế giới thì đã thế nào? Mập mạp trà sát cánh tay đang nổi da gà cười khổ. Phương huynh, ngươi có thể nói thẳng ra một chút không? Ngươi biết đó, lúc hai ta còn đọc sách, ngươi đều kéo ta trốn học. Hiện tại nói quá khẩm ảo, ta nghe không hiểu. Phương Tranh u oán liếc mắt nhìn mập mạp. Nói đơn giản, ta ở Giang Nam nhận thức một vị thiên tiên nữ tử. Mập mạp vỗ đùi. Hiểu rồi, các ngươi tình đầu ý hợp, nhưng trong nhà có mánh hổ, vị cô nương kia không tìm được cửa mà vào, đúng không? Phương Tranh hứng hắn giơ ngón tay cái. Ngươi quá thông minh. Mập mạp nhíu mày nói, ngươi thật đúng là ở Giang Nam câu dẫn một mỹ nữ trở về. Chuyện này có điểm khó làm rồi, tính tình muội tử ta ngươi cũng biết, nếu muốn cho nàng gật đầu, sợ rằng không quá dễ. Phương Tranh vẻ mặt cầu xin. Hiện tại ngươi biết ta sống có bao nhiêu bi kịch phải không? Có tiền, có quyền thì thế nào? Muốn kết hôn một cô nương vào cửa đều lạp không được. Ngày tháng không cách nào khác đi qua. Mập mạp thoải mái. Ngươi nói chuyện với Mạch Nhi một chút, nàng sẽ đáp ứng thôi. Nói xong mập mạp cũng lắc đầu. Lời này nói xong, hắn cũng không tin. Nói thế nào nha? Ta vừa mở miệng khẳng định nàng sẽ dùng một cái tát phách ta dính lên tường.
À, cũng giống như một bức tranh Tết, kéo cũng kéo không xuống. Phương Tranh bắt đầu mặc sức tưởng tượng tao ngộ bi thảm trong thời gian sắp tới của hắn. À, thật là làm phản. Ngươi không biết chấn chấn Phu Cương sao? Mập mạp giận dữ. Phương Tranh thở dài. À, chấn Phu Cương thì cần có thực lực. Ta đánh không lại nàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, song song thở dài. Trầm mặc một lát, mập mạp bỗng chờ đợi. À, nếu không, ta cho ngươi một đạo thánh chỉ tứ hôn. Có thánh chỉ mật nhi. Vẫn sẽ không mua trướng. Phương Tranh cắt đứt hắn, vẻ mặt khẩn trương. Ngươi cũng đừng có hạ chỉ loạn. Tính tình mật nhi ngươi cũng biết. Bức nàng nóng này, thẳng thắn ôm bụng bầu trực tiếp đến Thanh Long Sơn vào rừng làm cướp. Hơn nữa Nguyệt Nương cũng mang thai hài tử của ta. Lần này tốt, hai bụng bầu thấu cùng một nơi. Thanh Long Sơn có hậu rồi. Tương lai hai nhi tử ra đời, một đứa là đại đương gia, một đứa là nhị đương gia, huynh đệ đều đi cướp của, nhất thống lục lâm, ta đây tính là gì? Mập mạp suy nghĩ một chút do dự. Phương lão đương gia. Phương Tranh nặng nề thở dài, nhất thời nảy lòng bi ai, vành mắt chợt phiếm hồng. Mập mạp xua tay. Bỏ đi bỏ đi, chuyện này ta mặc kệ, chính ngươi quan tâm thôi. Nói thật Phương huynh, ngươi quả nhiên sống rất bi kịch. Phương Tranh nghe vậy con mắt chớp mấy cái, nước mắt lại lần nữa chứa đầy viền mắt. Mập mạp nhanh lên nhăn lại. Bỏ được rồi, đừng khóc nữa. Ngươi xuống Giang Nam một chuyến, cảm tình thế nào trở nên phong phú như vậy? Chúng ta nói chuyện khác đi. Phương Tranh lau nước mắt. Đừng nói, ta là cố ý tiến cung an ủi ngươi, còn chưa bắt đầu. Mập mạp cười khổ. Ngươi không cần an ủi ta nữa, ngươi thật là cảm tình dồi dào. Vừa nhìn thấy ngươi trong lòng tràn đầy đau khổ đều như hóa thành hư ảo. Ngươi vừa đứng ở đây, ta muốn bi thương cũng bi thương không nổi. Cảm tạ, ngươi quá khen ta rồi. Phương Tranh nói xong ngẩn người, dương mắt nhìn mập mạp. Ngươi đây là khen sao? Phải, đương nhiên khen. Ngươi xem như thế là ta khen ngươi. Hai người nhìn nhau cười, lập tức mập mạp nghiêm mặt. Loạn Thái Vương đã bình xong. Nói chuyện tào lao, Phương Tranh hiểu rõ lúc này nên nghiêm túc báo cáo công tác. Phương Tranh gật đầu. Bình xong, 80,000 phản tặc bị giết đến hoa rơi nước chảy. Căn cơ Thái Vương tại Giang Nam đã bị nhổ tận gốc. Mập mạp hưng phấn. Có bắt được Thái Vương? Phương Tranh lắc đầu. Đáng tiếc bị hắn chạy. Lúc đó vạn người hỗn chiến, trong loạn quân căn bản không rảnh bận tâm. Lúc đó song phương chém giết kịch liệt, ai lo lắng được ai nha. Lúc đó một mình ta xông ngay phía trước, anh dũng giết địch, một người đánh hơn 800 người. Lẽ ra có thể đem Thái Vương bắt được. Mập mạp, ta tận lực rồi. Bởi vì giết địch quá mức anh dũng, bởi vậy cũng quang vinh bị thương. Trên vai trái bây giờ còn đau này. Mập mạp, ngươi có nên biểu thị một chút hay không? Mập mạp cảm động. Phương Ái Khanh bị khổ, quay đầu lại ta thăng quan cho ngươi, chức đại bộ thượng thư vẫn luôn. Chậm đã, dừng, ta không muốn thăng quan. Ngươi tính thành bạc khen ngợi cho ta một chút. Muốn chức quan thì có, đòi tiền không có. Mập mạp, ngươi đọa lạc rồi, ngươi đọa lạc thành lưu manh rồi, ta rất đau lòng. Nói như vậy, 80,000 phản tặc đều bị bình triệt. Đúng vậy, hơn nữa những thế gia kia không quá ổn định kia, ta cũng giúp ngươi đối phó qua. Qua không mấy ngày, các thế gia gia chủ Giang Nam sẽ cho con cháu ruột thịt vào kinh đó. Đến lúc đó ngươi gia phong cho mỗi nhà một cái tước vị. Ở trong lục bộ cho bọn họ một ít quan chức không quan trọng. Như vậy chỉ ít có thể đảm bảo được Giang Nam ít nhất 10 năm thái bình. Ta cùng các thế gia gia chủ đã nói qua, con cháu thế gia vào kinh làm quan, bình thường không được tự ý rời kinh. Dù thế gia muốn làm phản, nhi tử cháu trai bọn họ đều vào kinh, còn làm phản được hay sao? Chiêu này của Phương huynh quả nhiên dùng không tệ. Mập mạp hai mắt sáng ngời, lớn tiếng tán thưởng. Phương Tranh lắc đầu. Đó chỉ là phương pháp tạm thời thích ứng, có thể trị được phần nhọn. Nếu muốn trị gốc, ngươi nên trong vài năm phát triển nội chính, quân sự, chăm lo việc nước, làm cho Hoa Triều trở nên giàu mạnh. Như vậy quốc khố đẫy đà, dân tâm tự định, thế gia có muốn phản cũng không có người nguyện ý theo bọn họ tạo phản. Đến thời gian đó, ngươi có thể lo lắng làm sao từ từ suy yếu thế lực của thế gia, gạt bỏ cánh chim bọn họ. Hiện nay mà nói, thái độ của triều đình đối với thế gia chỉ có dẹp an chấn định mới là việc chính. Mập mạp gật đầu. Phải nha, ta biết rõ trách nhiệm trọng đại. Nếu muốn làm quốc gia giàu mạnh thì phải thay đổi hiện trạng. Như vậy chỉ có biến pháp mà thôi. Triệt để lo lắng thổ địa, thuế má, chính vụ cùng với quân sự đều biến đổi. Đem những luật pháp không thích hợp trước đây, những chính sách không công bình tất cả đều trừ đi. Vì bách tính tạo phúc,
làm dân giàu nước mạnh. Phương Tranh trầm giọng, biến pháp thì phải làm, nhưng đây không phải là việc một sớm một chiều. Cần phải suy nghĩ kỹ càng. Từ xưa đến nay biến pháp xúc động đến lợi ích của địa chủ quyền quý, đặc biệt là liên quan đến đất đai tiền bạc, quyền lực sẽ gặp phải phản ứng càng kịch liệt. Phải suy nghĩ kỹ sau đó mới làm. Mập mạp thần sắc âm u, lập tức lắc đầu, giãn mặt ra cười nói. Tạm thời không nói cái này nữa, Thái Vương chưa trừ, xã tắc vẫn là bất ổn. Người nghĩ hắn sẽ chạy đi đâu? Ta thế nào biết, thiên hạ to lớn, nơi nào có thể đi, người này... Mập mạp cười ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cửa cung đại điện, nhìn phía phương Bắc, một lát lo lắng nói. Trong cảnh độ hoa triệu sợ già dung hắn không được. Phương Tranh thần sắc ngưng lại. Ý ngươi là nói hắn sẽ chạy trốn sang nước khác. Mập mạp gật đầu. Giang Nam thế gia đã bị ngươi thu mua. Căn cơ của hắn đã mất. Ngoại trừ chạy ra lãnh thổ nước khác, ta thực sự không nghĩ ra hắn sẽ đi nơi nào. Phương Tranh mở to hai mắt, tròng mắt vòng vo vài cái, sau đó nhìn phía mập mạp, trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên cùng mập mạp đồng thanh. Đột quyết. Hai người nhìn nhau cười. Lập tức Phương Tranh vỗ đùi cả giận. Đột quyết làm gì cứ đem nhà mình giống như kho rác mà thu về hết vậy. Sai Mậu Sơn cùng Tiền Thái Tử câu kết. Sau khi mưu phản thất bại, xuất quân hơn 20,000 tàn quân chạy tới đột quyết. Hiện tại Thái Vương cũng chạy tới đột quyết. Chúng ta có nên triệu sứ giả đột quyết tới hướng bọn họ đòi người? Mập mạp cười. Người nghĩ người đột quyết sẽ giảng đạo lý với ngươi sao? Than thở một tiếng, trên mặt mập mạp hiện ra vài phần ưu phiền. Đột quyết vẫn là tai họa lớn suốt trăm năm của Hoa Triều ta. Hai vị khả hãn tranh giành Thảo Nguyên, một ngày Thảo Nguyên thống nhất, tất sẽ là chỉ hướng Hoa Triều. Trong khi cảnh nội Hoa Triều đại chiến hỏa khắp nơi, dân chúng chịu tàn sát, sinh linh đổ thán. Phương Tranh thở dài. Ẩn họa đột quyết nếu không trừ, chuyện biến pháp ngươi chỉ có thể gác lại vô kỳ hạn. Dân tộc du mục phương Bắc trời sinh là người thích phá hủy. Bọn họ cưỡi chiến mã, cầm đoan đao. Nơi quân tiên phong lao tới, mặt đất không một ngọn cỏ. Khi quốc gia ngươi trở nên phú cường, nhưng bọn họ là một ngọn lửa lớn tận trời. Mập mạp thở dài, trầm mặc một lúc. Mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhiệt liệt nhìn chăm chăm Phương Tranh. Thình đình. Phương huynh, hay là ngươi mang mình đi bình định đột quyết đi. Phương Tranh sợ đến bắn lui ra sau thật nhanh run giọng. Người nói đùa gì vậy? Không nên mang theo ý nghĩ hại người như thế đâu. Ta còn chưa sống đủ. Ngươi muốn cho muội tử của ngươi thủ tiết sao? Mập mạp lập tức cười khổ nói. Ta cũng chỉ là nói vậy thôi. Những năm gần đây quốc khố trống rỗng, lại thêm Phan Văn Viễm mưu phản, Thái tử mưu phản, Thái Vương mưu phản, ba trận chiến bình loạn, làm binh lực Hoa Triều trống rỗng, quốc khố khô kiệt. Làm gì có năng lực cùng đột quyết đánh một trận? Lúc này Phương Tranh mới yên lòng, lời nói thấm thía. Mập mạp, sau này cũng đừng làm ta sợ như thế nữa. Người biết ta luôn luôn tôn trọng hòa bình. Mập mạp lườm hắn. Cái gì tôn trọng hòa bình? Nhát gan thì nói nhát gan. Phương Tranh cười hăng hắc nói sang chuyện khác. Gần đây có phải ngươi mất đi lý trí? Hạ chỉ cho ta không nói, ngươi còn hạ chỉ an táng niều niều theo lễ hoàng hậu. Lúc này, ngoài cửa Tây Cung có hơn 100 đại thần đang quỳ can gián kia kìa. Mập mạp hừ nói. Một đám bảo thủ thật không thể đá văng bọn họ về nhà dưỡng lão. Ta chôn nhiều nhiều quan hệ gì tới bọn họ, cả đám làm như là ta đào mộ tổ tiên bọn họ vậy. Có cần làm đến như vậy không? Phương Tranh nhún vai. Sự thực luôn bất đắc dĩ như thế, người vừa đăng cơ, trong triều căn cơ bất ổn, rất nhiều chuyện phải hướng những cựu thần thỏa hiệp. Trừ phi ngươi nguyện ý là một bạo quân, thuận ngươi thì sống, nghịch ngươi thì chết. Bằng không, ngươi nên tận lực, đừng theo chân bọn họ náo loạn. Hơn nữa, nhiều nhiều xác thực đối với ngươi, có tình nghĩa, nhưng... Ngươi dùng để an táng hoàng hậu chôn nàng. Ngươi có nghĩ đến thê tử kết tóc của ngươi không? Trần hoàng hậu lặng lẽ theo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi một câu cũng không nói, liền lập thêm một hoàng hậu đi ra. Nàng rất thương tâm. Mập mạp suy tư một lát cuối cùng thở dài. Mà thôi, việc này sau này hãy nói. Mấy ngày trước đây vì nhiều nhiều chết đi ta xác thực làm việc có chút quá đáng. Thật không biết chính mình vì sao hạ xuống nhiều ý chỉ hồ đồ như vậy. Phương Tranh rốt cuộc yên tâm. Mập mạp vẫn là mập mạp ngày trước, dù thỉnh thoảng khác người một chút, cuối cùng vẫn đi trở về quỹ đạo. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mập mạp cười. Đã tới giờ ngọ, ngươi ở trong cung dùng bữa với ta đi, chúng ta đã bao lâu không ăn thống khoái uống rượu. Gần đây Tây Vực Phiên Bang tiến cống cho ta vài vò rượu nho rất ngon,
hai ta thử xem. Phương Tranh lắc đầu, dương mắt nhìn sắc mặt Mập Mạp một chút lúng túng. Mập Mạp, còn có sự kiện ta nghĩ muốn nói với ngươi. Nói đi, người ta còn dùng cách che che lấp lấp nói chuyện sao? Mập Mạp hào sảng cười nói, Phương Tranh đến làm tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều. Phương Tranh kéo kéo khóe miệng. Hành trình Giang Nam cũng kết thúc, ngươi không phải đã đáp ứng qua, việc này xong ngươi liền đáp ứng cho ta từ quan sao? Mập Mạp ngây ra, ngươi muốn từ quan? Phương Tranh vội vàng gật đầu. Đúng nhỉ, vì thần vì nước lập nhiều công lao như vậy, vài lần vào sinh ra tử, hiện tại công thành tranh toại. Vì thần cũng nên cáo lão hồi hương, chuyện này ngươi không phải sớm đáp ứng ta sao? Phương Tranh còn chưa nói xong, Mập Mạp vội vàng lắc đầu. Nói bậy, ta lúc nào đáp ứng ngươi từ quan? Phương Tranh ngẩn người. Mập Mạp, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời nha, rõ ràng ngươi đáp ứng ta. Mập Mạp lắc đầu mạnh như chống bỏi. Không có đáp ứng qua, căn bản không có chuyện này. Ngươi nên thành thành thật thật làm chức quan của ngươi đi. Tôi còn trẻ cao lão cái gì? Qua 20-30 năm nữa đi. 2-3 ngày nữa ta thăng quan ngươi làm lại bộ thượng thư. Nâng ngươi lại bộ lên. Phương Tranh nóng nảy. Ai sai? Mập Mạp, ngươi thật thiếu đạo đức nha. Không ngờ ngươi đáp ứng ta từ quan để gạt ta đi Giang Nam. Kháo, ta bị ngươi lừa dối rồi. Cái gì lừa dối hay không lừa dối? Ta nghe không hiểu. Người đâu? Hai gã cấm quân binh sĩ ngoài cửa tiến vào. Ánh mắt Mập Mạp né tránh, dùng ngón tay chỉ Phương Tranh chột dạ. Phương đại nhân tưởng niệm kêu thê trong nhà, mau đưa hắn trở về, nhanh một chút. Nhớ kỹ, đừng cho hắn tiến cùng nữa. Dạ. Cấm quân binh sĩ mỗi người một bên, nhấc Phương Tranh hướng ngoài cửa cung bước đi. Phương Tranh cực lực giãy giụa. Hoàng thượng, vì thần già nua, thể lực không đủ, thực sự không thể tiếp tục làm quan. Hoàng thượng, kháo. Mập Mạp, tứ Mập Mạp, ngươi nhớ kỹ cho ta, không để yên. Cấm quân binh sĩ vẫn khiêng hắn ra ngoài. Phương Tranh liên tục giãy giụa. Phóng ta xuống tới, ta tự mình đi. Binh sĩ vẻ mặt đau khổ. Phương đại nhân, ngài cũng đừng làm khó chúng tiểu nhân, theo chúng ta ra cung thôi. Phương Tranh cả giận. Cái gì làm khó các ngươi? Ta không phải còn có việc chưa làm xong sao? Ngài còn chuyện gì? Phương Tranh hổn hển. Không đáp ứng cho ta từ quan thì thôi, không phải vừa nói bên Tây Vực tiến cống rượu nho sao? Người đi nói với Hoàng thượng, lấy 2 vò rượu cho ta về nhà tặng lão bà. Tâm tình hắn không tốt lắm. Nguyên bản dự định trở về kinh điển hướng Mập Mạp từ quan, sau đó dễ dàng mang theo lão bà người nhà chu du thiên hạ. Rời xa thị phi phân tranh của triều đình, vô cùng đơn giản, trải qua cả đời này. Kết quả làm kẻ khác rất thất vọng, từ Mập Mạp lại còn nói chuyện không uy tín gì hết. Điều này làm cho Phương Tranh rất tức giận. Không phải đều nói quân vô hí ngôn. Thế nào, đến chỗ ta thì biến thành lừa dối lớn như vậy chứ? Thật mất mặt chính là, mình đúng thực là bị hắn lừa dối. Nghĩ đến chính mình còn phải tiếp tục chức vị công tác mà hắn có chút không thích thú ở tại triều đình này. Phương Tranh cảm thấy phiền muộn, ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh nắng tràn đầy, không khỏi nặng nề, hừ một tiếng. Tự Mập Mạp, làm ra vẻ hàm hậu, kỳ thực gian trá, không phải thứ tốt. Dám mắng đương kim hoàng thượng như vậy, thiên hạ cũng chỉ có một mình Phương đại thiếu gia có can đảm. Phương Tranh hồn nhiên chưa phát giác ra điều đó có gì sai. Ở trong lòng hắn, Mập Mạp vẫn là người trước kia ở trong trường học cùng hắn cãi nhau ầm ĩ. Thí thí điên điên, đi theo hắn. Hai người cùng nhau gây họa. Hại người, dạo kỹ viện của 2 năm trước. Dù thân phận hiện nay hai người cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh núi của thiên hạ mà bao người ngưỡng vọng. Nhưng tình bằng hữu giữa người vẫn không hề có chút nào biến đổi. Có thể nói là điển phạm của quân thần đương đắc từ xưa tới nay. Phương Tranh hiểu rõ, đây tất cả đều được thành lập trên cơ sở ngày xưa thời áo vải hoạn nạn của bọn họ. Thế nhưng, thế sự hay thay đổi, người cũng thay đổi. Nếu muốn cùng Mập Mạp cả đời bảo trì trong loại quan hệ thân mật như huynh đệ này, giữa hai người nhất định phải có một người rời khỏi đỉnh núi quyền lực. Đây là vì tốt cho hai bên. Hiện tại có thể tất cả đều rất hoàn mỹ, nhưng thời gian lâu, chính mình khó tránh khỏi có chỗ xung khắc chính kiến với Mập Mạp. Hơn nữa dạ tâm con người luôn vô cùng tận. Hôm nay, người ta có tình huynh đệ. Tương lai thì sao? Ai dám bảo chứng đế vương sau khi thành thục lại vẫn là Mập Mạp hàm hậu của trước kia? Khi hắn phát hiện có một ngày quyền lực ban cho mình quá nặng, thế cho nên sẽ uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của hắn. Vì đế vị, vì hoàng quyền, hắn có thể
quyết giết mình không? Vài chục năm trước giữa Tiên Hoàng và Phan Thượng Thư, lúc đó chẳng phải cũng là tình như huynh đệ sao? Kết quả thế nào? Phương Tranh không muốn lịch sử tái diễn, hơn nữa hắn căn bản không hề hứng thú với việc làm quan. Có câu, có cự ly sẽ sản sinh mỹ hảo. Lời này không chỉ áp dụng trong tình yêu nam nữ, cũng áp dụng cho quan hệ giữa hắn và Mập Mạp. Rời xa triều đình mới là phương pháp duy nhất duy trì tình hữu nghị giữa hắn và Mập Mạp. Về phần từ quan, sau đó không quan quyền, có bị người khác khi dễ hay không, Phương Tranh cũng không chút nào lo lắng. Có một người bạn thân làm hoàng đế, có một công chúa lão bà, dù trong tay hắn không có mảy may quyền lực, thiên hạ ai dám chọc vào mình. Những ý nghĩ này Phương Tranh đang nghĩ thật rõ ràng thấu triệt, còn Mập Mạp, lẽ nào hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sao? Phương Tranh cười khổ, Mập Mạp tất nhiên là có nghĩ qua, hắn cũng không đơn giản như hắn biểu hiện, nhưng hắn vẫn lưu Phương Tranh lại triều đình, không chịu thả hắn đi. Nguyên nhân chính là vì hắn xem thấu bản tính Phương Tranh. Phương Tranh là một người không có dã tâm, đối với việc tranh đoạt quyền lực lại không chút nào hứng thú. Dứt bỏ giao tình hoạn nạn của hai người không hề đề cập tới, người đương quyền có ai không thích người có bản tính như Phương Tranh? Một người có thể làm cho mình thật tình tín nhiệm, dùng được thuận lợi, nhưng lại là một thần tử không hề có chút dã tâm. Hoàng đế nào mà không thích? Nghĩ lại ngẫm, nếu chính mình là hoàng đế, cũng không nguyện phóng cho vị thần tử đó từ quan, chuyện gì cũng không cần nhắc tới. Người thiện bị người cưỡi à? Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa, bi phẫn phát sinh tiếng than thở. Đại nhân, hẳn là câu người thiện bị người khi, chứ không phải người thiện bị người cưỡi. Thị vệ giục ngựa đi theo bên cạnh hắn cẩn thận. Phải, bị người cưỡi chính là cái gì? Thị vệ chỉ con ngựa Phương Tranh đang cưỡi. Phương Tranh lắc đầu, không chút tán thành. Người thiện không chỉ bị người khi, cũng bị người cưỡi. Tỷ như nói Trường Bình, nàng luôn thích ngồi trên người mình, thở hổn hển cố sức chuyển động. Hay, chuyện vui khuê phòng, không nên nói cho người ngoài nghe. Mặc kệ là bị người khi hay bị người cưỡi, Phương Tranh tổng kết ra một chân lý, tự mình đúng là một người thật thiện lương. Phương Tranh đầu tàu gương mẫu, mấy trăm thị vệ theo sát phía sau, ra Tây Cung, thẳng hướng Phương Phủ. Đều nói về nhà luôn vui mừng, lúc này Phương Tranh có thể xem như cảm nhận được tư vị. Càng đến gần nhà, liền cảm thấy trong ngực có loại cảm giác nổ tung. Vui sướng thật lớn trong phảng phất mang theo vài phần sợ hãi khó hiểu, cảm giác rất kỳ diệu. Mấy trăm người cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi trên đường cái tại Kinh Thành. Tiếng vó ngựa hỗn độn cào thét mà qua, bách tính bên đường đều né tránh sang một bên. Mắt mang theo hiếu kỳ nhìn chăm chăm đám thị vệ kiêu ngạo thúc ngựa đi qua. Sau đó mọi người tụ tập, ngay giữa đường đi, ngưỡng cổ nhìn theo bóng lưng đám người Phương Tranh, không ngừng nghị luận. Là ai nha? Rõ ràng là ban ngày lại cưỡi ngựa xông loạn như thế, bọn nha dịch trong thành cũng không nói, không quản. Một bách tính rất bất mãn nói. Hắn là người bán dưa muối bên đường, đàn ngựa đi qua, bụi bám rơi xuống bên dưa muối, làm hắn có chút oán giận. Một người khác qua đường ngưỡng cổ nhìn theo hồi lâu, có chút không xác định. Người cưỡi ngựa đi đầu nhìn thật quen mắt. Là ai? Người qua đường đều hỏi han. Dường như là Thái Tuế. Người bán dưa muối cười nói, chỉ nghe qua hoàng cung có vạn tuế, chưa từng nghe qua cái gì Thái Tuế. Hắn không hiểu, nhưng mọi người đã hiểu. Một người qua đường cả kinh, người nói chẳng lẽ là Phương Thái Tuế? Đúng vậy. Wow. Đường cái rầm rì bỗng nhiên an tĩnh, trên con đường trở nên lặng ngắt như tờ, bầu không khí phi thường quỷ dị. Sự vắng vẻ rất nhanh bị đánh vỡ. Một vị đại thẩm mua cải bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, đưa tay gọi một đại thẩm, vừa chạy vừa kêu to. Mọi người xem chừng muội muội, nữ nhi nhà mình, đừng cho các nàng ra khỏi cửa. Ngày lành đã hết, Phương Thái Tuế về kinh rồi. Trên đường cái, mọi người phục hồi lại tinh thần, đều liều mạng hướng nhà mình chạy đi. Trong lúc nhất thời trên đường cái gà bay chó sủa, người bán hàng, người đi dạo, đặc biệt là một chút tiểu cô nương có chút nhan sắc, nghe được tên Thái Tuế tất cả đều quá sợ hãi. Sau một trận rối ren, đường cái chợt trở nên vắng vẻ, nguyên mặt đường đang náo loạn trở nên sạch sẽ còn hơn dùng nước tẩy qua. Người bán dưa muối vẫn bày dưa muối tiếp tục bán. Vị huynh đệ này, vì sao ngươi không chạy? Người bán dưa muối bình tĩnh cười nói,
Ta chỉ bán dưa muối, không có nữ nhi, cũng không có muội muội. Chạy cái gì? Người qua đường dậm chân. Cái này người không biết đâu, Phương Thái Tuế là ai? Dù là bán phân, hắn cũng muốn nếm thử. Người không sợ hắn đem cả cái sạp của người dọn luôn sao? Người bán dưa muối lấy làm kinh hãi. Sẽ không được như thế chứ. Vị Phương Thái Tuế rốt cục là thần thánh phương nào? Dưa muối người bao tiền cân? 5 văn một cân. Ta cho người 6 văn, người bán ta 2 cân. Ta sẽ nói cho người nghe. Được, ta vừa mới tới kinh thành buôn bán, xem như đưa tiền bảo hộ vậy. Người bán dưa muối nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt kiên quyết. Nghe, vị Phương Thái Tuế này là kinh thành không, là một nhân vật khó lường của Hoa Triều chúng ta. 8 văn tiền 3 cân thế nào? Nhà của ta mấy ngày nay cần dưa muối lắm. Cút! Cửa lớn Phương Phủ vẫn như trước. Trên cửa cao cao treo một tấm biển hiệu đen chữ vàng. Trên biển viết 4 chữ lớn: Trung Quốc Công Phủ. Trước sân rộng đứng 2 hàng binh đinh. Hôm nay Phương Phủ đã không còn là thương nhân nhân gia, mà là quan lại môn phiệt trong triều đình, tay chạm có thể bỏng. Thiếu gia duy nhất của Phương gia ở trong triều địa vị như mặt trời ban trưa, dưới 1 người mà trên 100 triệu người. Vì triều đình nhiều lần lập đại công, thâm thụ ân sủng của 2 đời đế vương. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn như vậy, không phải là những quan lại nhân gia có thể so sánh nổi. Khoái mã của Phương Tranh chạy vội tới trước cửa nhà, xoay người xuống ngựa, nhanh chóng chạy tới trước cửa vài bước. Còn chưa bước lên bậc thang, liền thấy bên trong phủ đi ra một đám người. Một mảng lớn đông nghịt, có quản gia, tạp dịch. Bước nhanh phía trước chính là Trương Bình, với chiếc bụng hơi lớn. Nhìn thấy Phương Tranh đứng bên dưới bậc thang, Trương Bình nở nụ cười vui vẻ, sau đó nhấc áo, một đường nhanh nhẹn hướng Phương Tranh chạy đi. Phương Tranh thấy thế sợ hãi, ở đường chạy mặt gì, nàng đứng yên chỗ đó, không nên cử động. Trương Bình ngây ra, ngơ ngác đứng lại. Mọi người đi theo sau lưng Trương Bình cũng đều dừng bước, gương mặt mỉm cười nhìn nam nữ chủ nhân của Phương Phủ đang cửu biệt gặp lại. Không có kinh thiên động địa, không có oanh oanh điệt điệt, nhưng ấm áp nhàn nhạt này lại làm cho người ta cảm động vô cùng. Gương mặt Trương Bình vẫn đang tràn đầy vẻ mỉm cười mừng rỡ, viền mắt hơi phiếm hồng. Nhìn ra được ngay trước mắt người hầu, nàng nỗ lực duy trì dung nhan của chủ mẫu, tận lực không làm cho mình thất thố. Cách mấy trượng, Phương Tranh thâm tình nhìn chăm chú vào Trương Bình. Tiểu thê tử 2 tháng không gặp, hơi béo chút, gương mặt hồng nhuận tròn chính, trên mặt lan tràn ánh sáng từ ái của người mẹ. Nhìn nàng càng mê người hơn trước đây. Ánh mắt nhìn xuống, Phương Tranh nhìn thấy chiếc bụng hơi lớn của Trương Bình, nơi đó đang chứa đựng kết tinh tình yêu của bọn họ. Trương Bình 2 tay ôm bụng, vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười. Bên cạnh Trương Bình, Yên Nhiên, Tiểu Lục và Phượng Tỷ đang cẩn thận đỡ nàng. Các nàng cũng đều mừng rỡ chăm chú nhìn vào Phương Tranh, vừa cười vừa lặng lẽ lau đi nước mắt vui sướng trên khóe mắt. Đây là người nhà của ta, là nơi ta phải toàn lực che chở ở thời đại này. Kiệt lực bảo hộ người nhà, các nàng đều đang hạnh phúc mỉm cười. Đây mới là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của nam nhân. Quan cư nhất phẩm thì thế nào? Tới vương tước vương gia, những thứ hư vô kia có thể làm cho thê tử thực sự mỉm cười. Thấy các nàng, đáy lòng Phương Tranh không khỏi nổi lên một loại cảm động chưa từng có. Hắn thâm tình nhìn Trương Bình, thâm tình nhìn Yên Nhiên, Tiểu Lục, thâm tình nhìn mỗi người hầu quen thuộc trong Phương Phủ. Một lát hắn vươn tay, dùng một loại thanh âm thâm tình đến buồn nôn lớn tiếng. Mật Nhi, bụng của nàng không có phương tiện, đứng yên một chỗ không nên cử động. Nhượng ta chạy tới, ta chạy tương đối nhanh hơn. Sau đó, trước mắt bao người, Phương Tranh chậm chậm chạy tới rất tuấn tú thâm tình. Sau đó, phốc, mọi người đỡ vai nhau, ói ra một bụng. Sau đó mọi người cùng nhau ôm chầm lấy sưởi ấm, mỗi người đều lạnh run liên tục. Phương Tranh nhìn thấy phản ứng của thê tử, gương mặt bay nhanh biến ảo, từ mỉm cười đờ ra cuối cùng sầm xuống. Vào nhà, trong vòng vây của mọi người, Phương Tranh trước tiên đi vào bái kiến phụ mẫu nhiều ngày không gặp. Phương gia nhị lão thực cao hứng, Phương lão gia mừng rỡ nhìn Phương Tranh, thi thoảng cười ha ha, vô cùng an ủi. Chuyện bình loạn Giang Nam, Phương gia nhị lão đã từng nghe Trương Bình nói qua. Lúc đó tất nhiên là vì Phương Tranh toát mồ hôi lạnh. Cũng may nhi tử yên bình vô sự trở về, trong lòng nhị lão có thể nào không thoải mái. Gương mặt Phương phu nhân vui mừng, liên tục sờ soạng trên người Phương Tranh, tỉ mỉ xem xét cẩn thận. Rốt cục xác định trên người nhi tử không thiếu thứ gì, Phương phu nhân vung tay bày tiệc. Cả nhà trên dưới chẳng phân biệt được là thân phận thế nào, toàn bộ đều ngồi trên bàn ăn, chúc mừng Phương đại thiếu gia bình an trở về.
Tiệc rượu mãi đến khi trăng lên mới tàn. Phương Tranh ợ hơi đi về tiểu viện, đẩy cửa. Trường Bình đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm với Yên Nhiên. Yên Nhiên văn tĩnh ngồi bên cạnh Trường Bình, thi thoảng liếc nhìn chiếc bụng hơi lớn của nàng. Trong môi mắt đẹp xẹt qua vài phần ao ước kỳ vọng. Sau đó nàng hơi gục đầu xuống, phảng phất như đang nghĩ đến chuyện gì khó xử. Gương mặt rất nhanh biến thành ửng đỏ. Dưới ánh nến chập chờn, tăng thêm vài phần quyến rũ. Lúc Phương Tranh đẩy cửa đến thì vừa lúc thấy cảnh này, nhìn hai vị lão bà như hoa như ngọc, Phương Tranh hăng hắc nở nụ cười, dáng tươi cười rất phóng đãng. Hai nàng thấy Phương Tranh tiến đến, vội vàng đứng lên, một trái một phải dìu Phương Tranh. Yên Nhiên săn sóc dắt cho Phương Tranh một cốc trà đặc, hai tay đưa cho Phương Tranh, sau đó nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung và thâm tình. Phương Tranh ngồi ngay ngắn mép giường, sau đó mỗi tay ôm một nàng cười. Nghe các lão bà, hai tháng không gặp, nhớ ta không? Nhớ ta thì hôn một chút, không muốn thì ta hôn. Trường Bình cười khúc khích, sau đó oán giận điểm điểm lên trán Phương Tranh, sảng giọng. Ngươi hoàn hảo nói đi, đi Giang Nam nhiều ngày, cũng không nhắn một lời trở về. Thái Vương mưu phản, ngươi cũng biết trong nhà chúng ta lo lắng ra sao không? Ngày ngày toàn ra lo sầu lo lắng ăn không ngon, rất sợ ngươi. Trường Bình đang nói bỗng nhiên ôm miệng, thần sắc có chút sợ hãi. Yên Nhiên ở bên yên lặng gật đầu, đôi mắt đẹp nháy nhẹ, giọt nước trong suốt chảy xuống mặt. Phương Tranh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yên Nhiên, sau đó cười. Lão công các nàng là gì? Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Luận chiến tranh, ta đương nhiên kém hỏa hậu một chút, nhưng luận chạy trốn, không khiêm tốn mà nói. Khắp thiên hạ còn chưa ai chạy nhanh hơn ta, đó là cần đại bản lĩnh. Hai nàng nín khóc mỉm cười. Trường Bình giờ khóc giờ cười. Ngươi không ngờ đến đem việc chạy trốn biến thành bản lĩnh. Trời ạ, thế gian sao lại có người như thế? Bỗng nhiên Trường Bình vươn bàn tay, nhéo lỗ tai Phương Tranh, hung hăng nói. Nói, ngươi tại Giang Nam có nhận thức hồ ly tinh khác không? Nếu không vì sao ngay cả phong thư trở về cũng không có? Phương Tranh ai ai kêu lên. Buông tay, dừng tay. Đừng cứ gọi là cáo già hay hồ ly tinh. Thật không lễ phép. Hồ ly tinh trêu chọc nàng giận sao? Trường Bình nghe vậy khẩn trương. Ngươi thật quen hồ ly tinh sao? Không có, tuyệt không có. Phương Tranh nghiêm trang. Các nàng đều biết tác phong sinh hoạt của ta vẫn rất chính phái. Sau lưng lão bà làm gì có chuyện câu kết làm bậy. Đó là tội lớn nha. Trường Bình cau chiếc mũi nhỏ xinh đẹp. Ta nói cho ngươi, trong tiểu viện Phương Phủ chỉ có 5 gian phòng. Hơn nữa cũng không dự định thêm một phòng mới. Biết ý tứ là gì không? 5 gian phòng. 5 lão bà. Ý tứ rất rõ ràng. Không còn danh ngạch dư thừa. Đây thực sự là một tin xấu. Phương Tranh thử nói, nếu không ta ra ngoài tự lấy tiền túi làm một gian. Ai ạ, người dám, còn dám cưới nữa, lão nương một tay đem tiểu viện đốt lập tức. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh suy sụp, trong lòng than thở mấy tiếng. Thái độ Trường Bình kiên quyết như vậy, chuyện đưa Hàn Diệc Chân vào cửa càng thêm gian nan. Đây là làm sao mới tốt. Phương Tranh nhướng mày, kế sinh ra. Đều nói phương diện kia thỏa mãn được cho nữ nhân thì nữ nhân luôn đặc biệt khoan dung. Thẳng thắn, đêm nay ta liền sử dụng Mỹ Nam kế, đem hai lão bà cho ăn no. Sau đó, sẵn lúc các nàng ý loạn tình mê, nhân cơ hội đem chuyện đưa Hàn Dực Chân vào cửa nó một câu. Nữ nhân đều là động vật cảm tính, có lẽ các nàng sau khi thỏa mãn sẽ gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, mình ở ngoài 2 tháng, ngoại trừ sờ soạng Hàn Dực Chân cũng không dính qua nữ sắc, đã nghẹn lâu như thế. Đêm nay phải cùng các lão bà tận hứng một hồi. Các nàng thảo hảo thì ta tốt, thuận tiện còn có thể giải quyết được chuyện của Hàn Diệc Chân, một công hai chuyện. Còn mẹ nó, ta thực là nhân tài. Phương Tranh nhịn không được, dưới đáy lòng tán thán. Mật nhị Yên Nhiên, lâu ngày không gặp, các nàng lẽ nào không muốn chào? Phương Tranh nháy nháy mắt, biểu tình rất dâm đáng. Hai nàng vừa nghe biểu tình dâm đáng của Phương Tranh, sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói. Nghe vậy nhất thời cùng mặt đỏ bừng, cúi đầu ngồi tại ngay mép giường không nói một lời. Ngồi ngay giữa hai nàng, bàn tay háo sắc của Phương Tranh bắt đầu lục lọi xấu xa trên người hai nàng. Dùng thanh âm trầm thấp kêu gọi, ta ở Giang Nam, thế nhưng rất nhớ cả nàng. Mỗi ngày buổi tối ta đều yên lặng ngửa đầu nhìn ánh trăng, nhớ mọi người đến ngủ không được. Nghĩ đến liền động tình, không nhịn được phải nhìn trăng kêu lên thâm tình vô cùng. Những lời tình tự mềm nhũn vừa nói ra, hai nàng nhất thời cả người mất đi khí lực, ôn nhu dựa vào trong lòng hắn,
nhắm đôi mắt đẹp, gương mặt ửng đỏ, mặc cho hắn tùy ý. Phương Tranh tùy ý lục lọi an ủi trên người các nàng. Phương Tranh cười nhẹ một tiếng nhẹ giọng. Ở các lão bà đều nói cửu biệt thắng tân hôn, hôm nay chúng ta liền ôn lại một đêm động phòng hoa trúc đi. Trường Minh nhẹ nhàng xen gì. À phu quân ngươi, ngươi muốn chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi sao? Đó là đương nhiên, lão công nàng là một nam nhân tinh tráng. Ngươi cùng ta là tân hôn, vậy ngươi và Yên Nhiên là gì? Chẳng lẽ cũng là tân hôn? Không, nhị hôn. Không biết là ai thổi tắt nến đỏ chập chờn bên trong phòng. Cảnh xuân khắp phòng bị bóng đêm che lấp, chỉ nghe được tiếng rên rỉ thở gấp liên tiếp quanh quẩn bên trong phòng, nhộn nhạo. Trong bóng tối, tiếng thở dốc cấp thiết của Phương Tranh càng thêm cấp thiết, đặc biệt rõ ràng. Ê, mệt nhỉ, nàng mang thai hài tử rốt cục được chưa? Không việc gì, ngụy nói qua sau 3 tháng chuyện phòng the không cần ngại. À, vậy ta sẽ không khách khí. Lão bà, tiếp chào. Đau, người muốn chết. Một đêm điên đảo loan phượng, cảnh xuân kiều diễm đến bình minh. Khi Phương Tranh tỉnh lại thì Trường Bình và Yên Nhiên đã mặc xong xiêm y, trang điểm xong. Thấy Phương Tranh tỉnh, hai nàng phân ra hôn lên hai má hắn một cái. Trải qua một đêm mây mưa, hai nàng dung quang tỏa sáng, gương mặt hồng nhuận, càng thêm động lòng người. Phu quân, người vừa quay về kinh nên ở nhà nghỉ tạm 2 ngày, không cần mỗi ngày vào chiều. Ai da, Yên Nhiên, không kịp nữa rồi. Hôm nay... hẹn trưởng quỹ dâu sồm của Tây Vực buôn bán. Cũng đã trễ, thu thập xong chưa? Mau đi đi. Hai nàng lại hôn Phương Tranh một cái, sau đó liền vội vã đi nhanh ra cửa. Phương Tranh nháy con mắt buồn ngủ mông lung, sau đó gõ đầu lẩm bẩm. Hôm qua dường như có chuyện gì muốn nói thế nào lại quên, rốt cuộc là chuyện gì? Bỗng nhiên Phương Tranh giật bắn mình, kháo, Hàn Diệt Chân. Xong, chuyện quan trọng như vậy lại quên, nam nhân quả nhiên là động vật nửa người. Hiện tại đã thỏa mãn xong các nàng, cũng không biết các nàng còn đồng ý hay không. Luống cuống tay chân mặc nội khố, Phương Tranh ra cửa phòng hô lớn. Ở các lão bà, trở về. Khịt mũi, Phương Tranh bi phẫn. Trở về cho ta, hiến thân cho các nàng một lần nữa, sau đó chính là chính sự nói cùng các nàng. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 145 của truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.